Hai chào anh em vào xin lớp mình là Tờ Lũy 98 giúp các bạn trong video ngày hôm nay với vòng quay Semi-Lô lần 2 kèm theo hồn vũ khí hay còn gọi là trứng hồn vũ khí của Semi-Lô. Đây là vòng quay có thể gọi là bất thường trong đợt đi phần lần này, khi mà vòng 1 và lần 2 nó ra cách nhau quá sớm, chưa đến 1 tháng các bạn ạ, chúng ta đã có 2 lần đua Semi-Lô. Chưa có Semi-Lô à? Quả thật là như vậy các bạn ạ. Và đặc biệt là chúc mừng những bạn nào mà lần trước mới lấy một hồn vũ khí Semi-Lô. Thì bây giờ các bạn chắc chắn sẽ là những người nâng cấp Semi-Lô lên cái tầng sớm nhất. Còn bạn nào đã có Semi-Lô rồi mà chưa có hồn vũ khí thì cũng chúc mừng các bạn. Cũng đều có một kết quả tương tự với nhau thôi. Cái gì các bạn, ông chủ hạc này phải nói là một người chơi vừa may mắn và vừa có đủ tiềm lực đúng không các bạn? Tổng kim cương hiện nay còn tới hơn 107.000 kim cương và đã chuẩn bị sẵn được một hồn vũ khí của Semi-Lô rồi. Và với event kim cương cực kỳ ngon trong đợt vòng 2 Semi-Lô này thì chắc chắn là bạn ấy sẽ có một cái lợi thế cực kỳ lớn về mặt tài nguyên. Đấy, sau khi tham gia event này vừa có boss và sẽ vừa có cả hồn vũ khí của Semi-Lô và kèm theo Semi-Lô nâng đến full tầng là tầng S-Max luôn, có thể gọi là nâng được Semi-Lô lên cái tầng S-Max sớm nhất luôn. Tổng tối đa lượng kim cương mà các bạn có thể tiêu ở trong event lần này lên tới 47.777 kim cương. Thành ra khả năng là mình nghĩ rằng với ác này nhá, có khi là chưa cần dùng tới hết đâu. Trước tiên thì mình sẽ quay võ sĩ. Các bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ không có mèo trong đợt này. Đây là quay võ sĩ lần thứ 2 chứ không phải là quay võ sĩ mới nên sẽ không có mèo đâu. Ok, VN Chris ở server 62. Và đặc biệt hơn nữa một chút nữa thôi. Ngay khi mà Semi-Lô về dinh thì các chúng ta sẽ còn được được thấy rồi máu như mày có rồi sao? Từ từ các bạn chờ mấy giây mình check cái nhá nha. Khi mà Semi-Lô về team thì chúng ta sẽ còn được thấy một cái team phản kích cực kỳ mạnh mẽ đó. Đâu rồi? Máu, chuột chết tôi rồi, Semi-Lô lấy rồi à? Chưa chứ, đây ông bảo mình vào quay Semi-Lô mà, đây đúng không các bạn, thuộc team máu Orochi. Ok. Như nào nhỉ? Trong team hiện nay đang có 2 con thuộc team phản kích. Bị động chính là Ryu Thiên Cẩu và chủ động chính là Hotaru. Còn một con nữa là Gistam Trấn nhưng bạn ấy không dùng và thay vào đó sử dụng Semi-Lô. Chắc chắn Semi-Lô sẽ là một con phản kích cực kỳ hay và đặc biệt sau khi lên cái tầng lục môn thì độ phản kích của nó còn ghê gớm, còn đáng sợ hơn nữa. Nó sẽ phản kích ở cả 2 trạng thái đó là bằng tuyệt kỹ và bằng độc chiêu, nên là phải nói là phải gọi là siêu khỏe luôn các bạn ạ. Thì chúng ta hãy cùng chờ các clip nhá. Trong clip này thì mình cũng nói luôn là mình sẽ không test được đâu mà mình sẽ chỉ quay boss kèm theo hồn vũ khí để các bạn thấy được event thôi. Còn test được S-Max Semi-Lô thì chúng mình sẽ phải cùng với các bạn chờ đến cái đợt event sau. À quên mất, video sau. Cũng mình nghĩ là trong ngày hôm nay thôi. Đấy, các bạn sẽ được trải nghiệm rất là rõ ràng về con Semi-Lô ở trái S-Max. Đây là võ sĩ đầu tiên làm trong đội Tứ Đại Thiên Vương hay ban nhạc CIS cũng được. Đấy. Nó được ví cái như một cái sức mạnh của cái thời Tứ Đại Ung Thư ngày xưa ấy các bạn ạ. Đợt lần đầu tiên mà Athena thần bài Xion Rapetal nó ra mắt ấy các bạn, ai có nó thì sống, không có nó thì chết, bây giờ dự kiến cũng sẽ là như thế các bạn ạ. Rồi mình đang quay đến mốc 1.900 điểm và vẫn chưa thấy võ sĩ đâu. Có điều điều đó cũng không phải gọi là quá bất thường nhá. Trên 3.500 điểm, à trên 3.000 điểm mới chưa thấy, mới gọi là hơi lo lắng một chút. Đây rồi, ok, như vậy với chỉ với 2.400 điểm nghĩa rằng nếu như trừ đi lượng kim cương ấy thì mình xem nào. Thôi chưa trừ kim cương nhá. Thì mình chỉ có tiêu tốn bao nhiêu thôi. 16.000 kim cương thôi, mình đã lấy được boss rồi và chắc chắn là mình sẽ lấy hồn vũ khí nữa. Giá của nó sẽ còn được giảm đi nữa khi mà cái lượng kim cương sẽ thu mình sẽ thu hồi được về khá nhiều. Từ 37.000 cho đến 16.000 là mình sẽ tiêu tốn 21k nữa đúng không? Khả năng cao là 21k nữa. Thôi tạm thời cứ nhận đi đã các bạn nhá. Ở đây mình đã có sẵn 6 mảnh từ lần trước, kèm theo một cái hồn vũ khí nữa rồi. Như vậy là chúng ta sẽ thiếu 91 mảnh nữa. 11 mảnh không, thiếu 89 mảnh nữa. Máu một lần này không thể tính nhầm được, lần trước tính nhầm rồi. À, quay thôi đúng không? 90 89 mảnh nữa thì sẽ là đủ nguyên liệu các bạn nhé. Simulo về thì dự kiến sẽ thay thế cho vị trí của Orochi. Mình nghĩ là như vậy, à Mizuchi. Đấy. Mizuchi chúng ta đều biết rằng không còn cái sức tấn công nữa rồi. Hỗ trợ cho team thì cũng khá yếu ớt, vai trò hạt nhân thì coi như không có rồi, vì Saikiremon nó đã
dư xăng nó gọi là hỗ trợ thôi. Thế nên là Miyuchi chỉ gọi là vị thế chờ thôi, chờ một người nào đó tốt hơn thì Mizuchi sẽ sẵn sàng nhảy ra ngoài để giành chỗ cho người đấy. Và Semeloi chắc chắn là vị trí hoàn hảo ở thời điểm hiện tại với team này. Rồi, 89 mảnh các bạn ạ. Tuy nhiên thì mình sẽ lấy được khoảng độ 70 mảnh thì mình sẽ quay ra mình ngó xem các bạn nhé. Vì có một cái mốc nó cho chúng ta thêm đâu đó khoảng mười mấy mảnh ấy, 15 mảnh, mình nhớ mốc 37k. Mình không nghĩ là sẽ tới cái mốc đấy đâu. Nhưng mà thôi, cứ từ cứ biết đâu đấy đúng không? Mình tính nhanh là 21k. Còn 21k mới đến mốc đấy. Mà arc này thì chắc là không cần đến 21k kim cương, vẫn có thể full mảnh được. Đây, mình lại nhận thêm một lượng nữa đây này. Rồi, đang là 69 mảnh. Bây giờ 7 căng kim cương nữa là quay đến đây đúng không? Kiểu gì cũng phải quay rồi, nhưng vấn đề bây giờ là tiêu kim cương vào cái gì thôi. Mình cho rằng skin hay là trang phục ý của Semiloi là không cần thiết cho lắm. Tăng thêm 8% tỷ lệ chí mạng và 80 điểm uy lực. Hồn hiệu hồn sách cái gì gì đồ ăn này thì sự không quan trọng. Nhìn thì công nhận thì đẹp đấy, mình công nhận là skin của nó nhìn đẹp thật. Đấy. Nhưng mà nếu như không có gì tiêu thì mình tiêu vào đấy nhá. Nhưng mình nghĩ là chắc là cũng sẽ có cái để tiêu thôi. Xem gói quà VIP ông ấy mua chưa? Chưa các bạn này. Nhưng mà thật ra gói quà VIP nó cùi đúng không? Mai mùng này thì ý nghĩa gì? Tăng uy thì cũng tăng uy rồi. Thôi từ từ là cứ quay tiếp nữa các bạn nhá. Đấy, võ sĩ hay hay lại quay thêm dương để lấy mảnh. Ông ấy, mình vừa check hơn nghìn mảnh vạn năng thì cũng không thiếu mảnh vạn năng. Căng phết đùa. Báo thào ghi đấy, láo ấy thằng số 3. Ông ấy đấm chết rồi. Mai mình lân cái xong vào đấm nó nhá. 2.400 đến 3.500, hơn 1.000 điểm nữa chẳng ai dại dột gì làm trò đấy cả. Đấy, con rìu trên cầu này khỏe lắm, các bạn nào mà lân mắc lên thì trầu lắm các bạn ạ. Ok, đâu rồi nhỉ? Mình như vậy là đang có 69 mảnh à, cộng thêm 15 mảnh nữa thì sẽ là, nói chung là kiểu gì tối thiểu mình cũng phải cần tới 85 mảnh đúng không? Ít nhất mình phải cần 85 thì cộng với 15 thì 100 đúng không? Chứ hơi nhầm như này, các bạn phải để cho mình tính kỹ hơn một tí nhá. Thì kiểu gì mình cũng phải lên đến tầm 85 mảnh đã, rồi mà muốn ra ngô ra khoai thế nào thì nó ra. Đấy. Mình thì mình thấy rằng là kiểu gì cũng phải lê tiêu đến mốc 37k rồi. Vấn đề bây giờ là tiêu vào cái gì thôi. Đấy. Rồi, 88 mảnh luôn rồi. Ở trong này nó có chữ cho sự lựa chọn không nhỉ? Nghĩa là thay vì chọn mảnh hồn vũ khí nó có thể cho chọn hướng khác không các bạn ạ. Như vậy là chúng ta sẽ tiêu thêm 4.000 kim cương nữa để được nhận lại, tiêu 4.000 kim cương khoảng nhá, 4.000 kim cương để nhận lại 3.000 kim cương, còn thêm 15 mảnh này nữa chắc chắn mình sẽ không tham gia quay hồn vũ khí nữa, cộng vào nó thành dư luôn mất rồi này. Máu này thành 88 mảnh này, thành dư sừ mất 3 mảnh rồi này, thêm 12 mảnh nữa được mà, dư 3 mảnh rồi. Bây giờ tiêu cái gì hết 4.000 kim cương đây. Đấy. Ok. Thôi mình nghĩ là mình sẽ để ông chủ ạ quyết định nhá. Nếu là cá nhân mình. Đấy, nếu là cá nhân không phải quay cà phê kim cương đâu. Bậy. Đâu rồi. Nếu là cá nhân mình nhá thì mình sẽ tham gia mình quay vào cái tinh tú này. Để nói thật luôn đây, cái chỗ này này mình sẽ quay cho nó đủ số lần. Đấy, đã ăn một viên viên nó phải viên đỏ các bạn ạ. Thế thì đấy nếu là mình nhá. Vì đây gói quà VIP thì không cần. Sợ hay là skin thôi, skin thì lại vượt quá mất, skin thì lại là 8.000 mà nó không cần thiết lắm, 8% tỷ lệ chí mạng không thấm vào đâu cả. Các event khác thì có những event gì mình thử ngó xem trong này xem còn sự lựa chọn nào khác không, hay chơi gói quà tăng đẳng hầm gói này kiếm miễn phí đúng không? Đấy, bên này hay mua đồ ăn thôi, ăn uống gì giờ này. Ok, hoặc là các bạn bạn nào đua vi thì cũng có thể, nhưng mình thì không nhá. Mình nghĩ quay tinh tú có lẽ là hợp nhất, 4.000 thì chưa chắc sẽ được một viên, nhưng mà tích lũy dần dần vào thì cũng sẽ được. Hãy thôi ông chủ hạc vào quyết định nốt nhá. Còn vị trí thay thế chắc chắn sẽ là Mizuchi rồi. Đấy, và đây sẽ là một con Sermi mạnh nhất server luôn. Với hai lần phản phản kích trong một lượt, một lần bằng tuyệt kỹ, một lần lục chiêu, thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc Sermi đứng hàng trước cũng được, đứng hàng sau cũng được. Đấy, thì tùy thuộc đồ các bạn đeo cho nó là đồ gì. Công cũng được, thủ cũng được, nó sẽ tương tự như là Hotaru. Để tìm ra vị trí chuẩn xác nhất cho Semiloi thì mình nghĩ các bạn cần phải test, mình cũng thế thôi, mình cũng sẽ phải test. Dự kiến tối ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lấy Semiloi và nâng cấp nó lên cái tầng tứ môn một hồn vũ khí thôi.
Nếu như mà cảm thấy hứng hứng lên thì có thể hai hộp vũ khí S-Max luôn. Dù là nó hơi lỗi một tí thì các bạn cùng chờ buổi event tối nay nhá. Ở đâu chùa thì mình nghĩ là quay bot như thế này thật ra là hên quá. Nếu đúng ra nhá, nó phải tiêu tốn thêm khoảng độ quanh mốc 3.000 điểm, thì các bạn tưởng tượng đấy, nó phải tiêu tốn thêm khoảng 3 đến 4.000 kim cương nữa thì nó là vừa xích. Nhàm phanh thì tạo ra event cho người chơi rất là phù hợp. Nếu như vừa quay bot đủ và hồn vũ khí đủ là hết ăn luôn event đấy. Đấy, nhưng mà đây bot lại hên quá, thôi lại càng có cơ hội kiếm thêm một viên lõi, à viên tích tú đúng không? Đấy, chúc mừng ông chủ viên Credit S62. Còn nói thật với các bạn là nếu như mà để rảnh tay một tí ấy, thì mình cũng sẽ nâng cấp từ đầu chí cuối, nhưng mà nói thật với các bạn là mình tin rằng quá trình đấy nó cũng mất thời gian đấy, và nói giật giờ phải đi nấu cơm. Thế là thành ra hẹn gặp các bạn trong buổi livestream tối nay nhá, ông chủ của ông vào tự đăng nhá. Cảm ơn ông ạ, tin tưởng.